Thời gian qua, nhiều ngôi chợ tự phát, chợ dân sinh lấn chiếm vỉa hè, thậm chí là tràn xuống lòng đường, gây cản trở lưu thông và cũng là nguyên nhân gây ra không ít vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, dù hậu quả thương tâm từ các vụ tai nạn còn sờ sờ trước mắt, nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm. Những khu chợ tự phát mọc lên sát những tuyến đường lớn hầu như ở đâu cũng có, và những vụ tai nạn giao thông thương tâm vẫn thường xuyên xảy ra. Và dọc tuyến cầu sập Ninh Quế, đoạn thuộc xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cũng không phải là ngoại lệ. Tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dốc cầu làm nơi mua bán, gây cản trở mất trật tự an toàn giao thông vẫn ngang nhiên diễn ra, mặc dù ngành chức năng, chính quyền địa phương đã chỉ đạo khắc phục, song vấn nạn vẫn tái diễn. Sau đây là phản ánh của phóng viên khu vực chợ tự phát này. Tiểu thương bày bán các loại hàng hóa hai bên lề đường, thậm chí có người chiếm dụng cả lòng đường để buôn bán. Tuy là chợ nhóm tự phát nhưng khung cảnh mua bán diễn ra khá sầm tụ. Hình thức mua bán hai bên đường này khá ăn khách vì thuận tiện cho người mua, không cần phải gửi xe, lội vào chợ. Và khi có phương tiện dừng lại mua đồ như thế thì các phương tiện khác lưu thông ngang qua khá khó khăn. Do phần đường của mình bị lấn chiếm nên người điều khiển phương tiện phải đánh lái cho xe đi sang phần đường ngược lại, gây nguy cơ về tai nạn giao thông. Chắc sáng khi đi học là xe đạp kẹt xe, rồi xe tải cầu nguy hiểm, mong bà con cô bác mong không bán ở cặp mấy lộ để nguy hiểm cho đến bà con. Thông tin từ Ban An toàn giao thông huyện Vĩnh Lợi qua phản ánh của người dân, cơ quan chức năng đã có biện pháp xử lý bước đầu. Tuy nhiên, tình trạng không hay này vẫn tiếp diễn. Khoảng từ 7 đến 10 hộ, họ buôn bán chủ yếu là hàng tự sản tự tiêu, thì trong đó có khoảng 3-4 hộ rồi. Còn lại có 2-3 hộ thì cái hộ họ nhà cửa họ tại đó, họ bán thì cũng họ cũng có cơi nới lấn chiếm ra cái vỉa hè. Thì cái lòng đường đó, thì khi mà cái người ta mua bán lại đó thì người ta đậu xe đó, người ta mua bán thì nó lấn chiếm ra. Do đó thì huyện đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông cũng như các ngành có liên quan đó, thì cũng chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, Ban An toàn giao thông xã cũng có xây dựng cái kế hoạch. Thứ nhất là tuyên truyền vận động, cũng làm từng bước cho cam kết hết, chúng tôi sẽ tiến hành giải tỏa. Còn lại một số hộ mà còn mua bán lấn chiếm thì chúng tôi sẽ tiến hành giải tỏa. Tính ra thì cũng có cái chợ mà nó cũng nói chung là chỉ chủ yếu là mấy cái hộ mà họ bán hàng tự sản tự tiêu đó thôi. Chứ chợ thì sau khi mà mình cam kết rồi mình sắp xếp á, thì buộc coi như là mình xử lý á, thì cho những hộ đó tập trung lại cái chỗ cái chợ. Theo luật giao thông đường bộ, luật xử phạt vi phạm hành chính quy định, các hành vi không được thực hiện như họp chợ, mua bán hàng hóa trên đường bộ, tụ tập đông người trái phép trên đường bộ, và hành vi trên sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. Thiết nghĩ trước việc lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi mua bán gây cản trở mất trật tự an toàn giao thông, cần có sự quan tâm vào cuộc quyết liệt hơn nữa của ngành chức năng, chính quyền địa phương. Cùng với đó thì Diễm Loan nghĩ là người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành luật, không nên tụ tập bày bán hàng hóa trên đường vỉa hè để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho chính mình và cho mọi người khi tham gia giao thông.